Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phường An Phú kiểm tra thường xuyên nhưng nhà vẫn xây vượt tầng, sai phép hơn 1.000 m2. Thành phố Phú Quốc tạm dừng giải quyết cho cán bộ lãnh đạo các cấp đi nước ngoài. Lời giải đáp cho gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mới giải ngân được 1%. Hà Nội cưỡng chế 1.200 m2 đất vàng ở quận Hoàn Kiếm để xây trường học. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Công trình nhà ở thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xây tăng tầng, sai phép, gây bức xúc cho cư dân, khi công trình vẫn xây dựng dù bị chính quyền xử lý. Đó là công trình nhà ở tại số 4149 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức đang bị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét ra quyết định xử phạt hành chính lần thứ hai vì xây dựng sai phép. Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số cư dân xung quanh bức xúc vì công trình xây tăng tầng với diện tích lớn, dù địa phương kiểm tra xử lý nhưng vẫn tiếp tục xây dựng. Theo giấy phép xây dựng tạm được Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cấp ngày 18 tháng 3 2024 cho bà Nguyễn Diệp Anh, thành phố Thủ Đức, thì công trình là nhà ở riêng lẻ, gồm có 3 phần công trình. Công trình 1 có 3 tầng, diện tích là hơn 760 m2, chiều cao tối đa 11 m. Công trình 2, diện tích hơn 390 m2 và 3, diện tích hơn 285 m2, cao 1 tầng. Vào tháng 4, 2024, phát hiện công trình xây sai phép, cư dân xung quanh đã liên tục gửi đơn phản ánh, khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các cơ quan chức năng. Tại văn bản trả lời đơn của cư dân, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú thông tin, vào ngày 2 tháng 4, phường phối hợp thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức kiểm tra công trình và yêu cầu chủ đầu tư là bà Diệp Anh tháo gỡ phần ban công lấn chiếm khoảng lùi. Đến ngày 9 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường và thanh tra xây dựng lại kiểm tra và tiếp tục yêu cầu tháo dỡ phần ban công. Đến ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường và thanh tra xây dựng lập biên bản ghi nhận công trình xây sai so với giấy phép. Lực lượng đã yêu cầu ngừng thi công và xin điều chỉnh giấy phép, tuy nhiên công trình vẫn thi công. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tại tầng 1 công trình trên phát sinh nhiều diện tích vi phạm, cụ thể phát sinh tại phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gồ sắt. Phát sinh diện tích ban công từ tầng 1 đến tầng 4 với tổng diện tích là 104 m2 và cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4, phát sinh tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2, kết cấu sàn bê tông cốt thép và tấm simpo, cột sắt, mái tôn. Tại công trình 23, phát sinh ban công với tổng diện tích 128 m2 với kết cấu sàn bê tông cốt thép, tổng diện tích sai phép là hơn 1.164 m2. Đến ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường và thanh tra xây dựng lại kiểm tra, phát hiện công trình vẫn xây dựng nên lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm xây dựng. Đến ngày 24 tháng 4, thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức lập biên bản xử phạt vi phạm xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã ra quyết định xử phạt 8 triệu 750 ngàn đồng và yêu cầu dừng thi công, điều chỉnh giấy phép. Sau khi có giấy phép điều chỉnh thì phần công trình nào không phù hợp với giấy phép thì phải tháo dỡ mới được xây dựng tiếp. Đến ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra lại phát hiện công trình vẫn thi công nên lại lập biên bản và tạm giữ tang vật, phương tiện. Đồng thời, phường chuyển hồ sơ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thứ hai đối với chủ đầu tư. Đến ngày 17 tháng 5, phường An Phú làm việc với ông HHD là đại diện của bà Diệp Anh, buộc phải ngưng thi công và tháo dỡ toàn bộ diện tích sai so với giấy phép. Dù địa phương kiểm tra xử lý nhưng công trình vẫn hoàn thành. Những ngày qua, bên trong công trình có tổ chức sự kiện gì đó mà mở loa, nhạc với công suất lớn, rất ồn ào, ảnh hưởng cư dân xung quanh. Bà TM, một cư dân gần công trình, than. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện phường An Phú cho hay, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường, ngày 17 tháng 5, đại diện chủ đầu tư đã cam kết đến hết ngày 30 tháng 5 mà vẫn chưa điều chỉnh được giấy phép thì sẽ tự tháo dỡ toàn bộ diện tích sai phép. Đến cuối tháng 5 mà chủ đầu tư không tháo dỡ thì chúng tôi tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức rút giấy phép xây dựng và thực hiện thủ tục buộc tháo dỡ toàn bộ công trình, đại diện phường An Phú cho hay. Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành văn bản tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Phú Quốc quyết định tạm dừng việc giải quyết cho đi nước ngoài đối với các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố. Ngoài ra, còn có các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được chỉ định tham gia các đoàn công tác do tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức. Theo văn bản, việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ,
đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và của cấp xã từ nay đến hết năm 2024, đặc biệt là giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách như quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, an ninh trật tự, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo kết luận của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Thống kê đến nay, tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra và phát hiện 1.744 vụ vi phạm đất do nhà nước quản lý và đất rừng với diện tích khoảng 685 hecta. Trong đó, lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc đã xử lý hành chính 1.020 vụ, xử lý hình sự 15 vụ với 23 đối tượng, từ đó tiến hành thu hồi hơn 85 hecta đất do nhà nước quản lý, hơn 11 hecta đất rừng phòng hộ và hơn 100 hecta đất rừng đặc dụng. Đối với việc phân lô tách thửa chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chưa cấp phép xây dựng cơ sở hạ tầng, qua thống kê cho thấy thành phố Phú Quốc hiện có khoảng 420 khu với gần 195 hecta được phân thành hơn 8.700 thửa đất. Tại báo cáo Quốc hội gửi về kết quả giám sát chuyên đề chất vấn lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng, chưa đến 1%. Bộ Xây dựng cho biết nguyên nhân dẫn tới tiến độ giải ngân thấp là do lãi suất cho vay cao, thời hạn ngắn chưa thu hút người vay. Thông tin về tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết ngân hàng BIDV đã giải ngân cho 3 chủ đầu tư dự án tại các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Bình Dương với số tiền là 95,7 tỷ đồng. Ngân hàng Vietinbank đã giải ngân cho một chủ đầu tư dự án tại tỉnh An Giang với số tiền là 128,6 tỷ đồng. Ngân hàng Agribank đã giải ngân cho 4 chủ đầu tư dự án tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và Kiên Giang với số tiền là 415,7 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết, ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank thì có thêm ngân hàng Tiên Phong, TPBank có trách nhiệm tham gia chương trình hỗ trợ tín dụng theo nghị quyết số 33/NQ-CP với số tiền khoảng 5.000 tỷ đồng. Phân tích làm rõ các yếu tố khiến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đạt tiến độ giải ngân thấp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, gói tín dụng này hiện gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Đó là việc công bố danh mục nhà ở xã hội đủ điều kiện vay còn hạn chế, dù đã có 129 dự án nhà ở xã hội với quy mô 114.934 căn được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành xây dựng cho biết, hiện tại mới chỉ có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Như vậy, còn 59 dự án đã khởi công nhưng chưa được đưa vào danh mục đủ điều kiện vay của các địa phương. Ngoài ra, một số chủ đầu tư không đủ điều kiện về tín dụng như không đảm bảo điều kiện dư nợ tín dụng, không có tài sản khác để thực hiện đảm bảo tín dụng. Dự án nhà ở xã hội hiện được miễn tiền sử dụng đất nên không đủ điều kiện thế chấp, đa vay tại các tổ chức tín dụng khác. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản hai lần hạ lãi suất còn 8% với chủ đầu tư và 7,5% với người mua nhà. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn ở mức cao, trong khi thời hạn ưu đãi lại ngắn, trong vòng 3 đến 5 năm nên chưa thực sự thu hút người vay. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện và tiêu chí vay ưu đãi. Một số đã được cắt giảm như điều kiện về bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, giúp chủ đầu tư sớm được công bố danh mục vay vốn để tiếp cận với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Để việc giải ngân gói hỗ trợ tín dụng này đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng các bộ ngành địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Sáng 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã cưỡng chế thu hồi đất đối với 7 hộ dân tại 43F đến 47C phố Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm để thực hiện dự án xây trường tiểu học Võ Thị Sáu. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau khi phân luồng giao thông, lực lượng chức năng đã thông qua quyết định cưỡng chế tại hiện trường, sau đó tiến hành cưỡng chế theo quy định. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, quá trình cưỡng chế diễn ra thuận lợi, không gặp trở ngại. Tổng 13 hộ dân trước đó không bàn giao mặt bằng, nhưng qua vận động thì đã có 6 hộ đã bàn giao, 7 hộ vẫn không bàn giao nên chính quyền quyết định cưỡng chế. Các khu đất của 7 hộ dân này đều đang có cửa hàng cho thuê. Sau khi có quyết định cưỡng chế, các cửa hàng cũng đã rút đi hết, vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nói. Khu đất vàng ở địa chỉ 43F đến 47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có diện tích 1.233,7 m², nằm ở góc phố giao giữa Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, một trong những khu vực có hoạt động kinh doanh sôi động nhất Hà Nội. Trước đó, vào năm 2021, Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu,
Công trình có quy mô 5 tầng nhà và 2 tầng hầm. Đây là dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Thời gian thực hiện dự án trên dự kiến năm 2023 đến 2024 từ nguồn vốn ngân sách quận. Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bố trí 60 căn hộ tại nhà NO15A, NO15B thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên để tái định cư cho các hộ dân phục vụ dự án xây trường tiểu học Võ Thị Sáu tại khu đất trên, nhưng chưa được sự đồng thuận của các hộ dân sinh sống ở khu đất này. Qua vận động tuyên truyền, nhiều hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng cho quận theo quy định, nên Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân trên. Sở Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư công trình giao thông. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và một dự án theo hình thức PPP, đối tác công tư. Đáng chú ý, trong số 10 dự án đầu tư công có 3 dự án hầm chui được đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vĩ. Đây là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.293 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng là 1.216 tỷ đồng, xây lắp là 1.077 tỷ đồng. Hầm chui được xây lại tại vị trí nút giao theo hướng đường Hoàng Quốc Việt, Trần Vĩ. Quy mô hầm có tổng chiều dài dự kiến là 357 m, gồm hầm kính 135 m và hầm hở 222 m, với 4 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ. Mở rộng mặt đường Hoàng Quốc Việt đủ đảm bảo lưu thông cho các hướng trên mặt đất tối thiểu mỗi chiều 2 làn xe trên nguyên tắc tuân thủ chỉ giới đường hiện tại. Xây dựng mới đường Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối đến Trần Vĩ, đảm bảo đủ theo quy hoạch và phù hợp với phương án thiết kế hầm. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực nút giao, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh đảm bảo đồng bộ với khu vực. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long, vành đai 3 có điểm đầu kết nối với đường Hoàng Minh Thảo đã xây dựng, cách vị trí nút giao khoảng 150 m. Điểm cuối kết nối với đường trục Tây Thăng Long theo hướng Phạm Văn Đồng đi Văn Tiến Dũng, cách vị trí nút giao khoảng 850 m. Xây dựng hầm chui trực thông dưới hầm đường Vành Đai 3 với tổng chiều dài thiết kế hầm và đường dẫn đầu hầm là 800 m. Kích thước hầm 27,6 x 7,8 m với tĩnh không thông xe trong hầm là 4,75 m. Đường đô thị hai bên hầm mỗi chiều bố trí 3 làn xe. Đây là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.156 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Vành Đai 3, nằm tại nút giao ngã tư đường Mễ Trì, đường Dương Đình Nghệ với đường Vành Đai 3 thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy. Điểm đầu trên đường Mễ Trì cách vị trí nút giao khoảng 500 m, điểm cuối trên đường Dương Đình Nghệ cách vị trí nút giao khoảng 500 m. Xây dựng hầm chui bằng bê tông cốt thép trực thông trên trục đường Mễ Trì, đường Dương Đình Nghệ đi dưới đường Vành Đai 3, quy mô mặt cắt ngang hầm gồm 6 làn xe, 6 x 3,5 m, tổng chiều dài hầm khoảng 565 m. Xén hè hiện trạng của đường Mễ Trì và đường Dương Đình Nghệ từ 8m về 2,5m để đảm bảo mặt đường đô thị hai bên hầm bố trí đủ 2 làn cơ giới và 1 làn hỗn hợp 2m cộng 2 x 3,5m, nguyên tắc tuân thủ chỉ giới đường hiện tại. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực nút giao, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh đảm bảo đồng bộ với khu vực. Đây là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 975 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.